Chào mừng các bạn đã trở lại với video thuộc chủ đề số 1 và thuộc bộ video số 6 của kênh Ruby Show. Như chúng ta đã biết thì thận là một cơ quan thuộc hệ tiết niệu và rất quan trọng trong cơ thể của chúng ta. Có tất cả hai quả thận trong cơ thể của chúng ta. Chúng nằm ở hai bên cột sống và nằm ngay dưới lồng xương sườn ở vị trí thấp nhất. Chức năng chính của thận là lọc máu và bài tiết nước tiểu. Cụ thể là sau khi máu được truyền vào thận qua các mạch máu ở thận thì nó sẽ được các nang thận hay cầu thận tiến hành lọc và thải ra một chất lỏng. Chất lỏng này sau đó sẽ chảy dọc theo ống ở thận hay niệu quản và kết hợp với các chất thải khác và tạo thành nước tiểu. Nước tiểu này sau đó sẽ chảy vào bàng quang hay bóng đái. Và khi nó đã chảy đầy bóng đái rồi thì hệ thần kinh của chúng ta sẽ chỉ đạo cho chúng ta có cảm giác buồn tiểu. Và sau đó chúng ta sẽ hoàn toàn thải nó ra ngoài. Mình nói như vậy để các bạn hiểu rằng chức năng của thận như vậy rất quan trọng và thiết yếu đối với sức khỏe của chúng ta. Và riêng nói về những người bị viêm cầu thận thì đương nhiên là chức năng lọc máu của những cầu thận hay nang thận trong thận của họ sẽ bị suy giảm không ít thì nhiều. Và đương nhiên là điều này sẽ gây ra không ít phiền toái và khó chịu cho họ. Bài báo trong video hôm nay của chúng ta sẽ chỉ rõ cho các bạn 3 triệu chứng đặc trưng của bệnh viêm cầu thận và cách điều trị tương ứng. Bài báo trong video hôm nay của chúng ta có tiêu đề là 3 triệu chứng viêm cầu thận đặc trưng mà bạn cần lưu ý. Mình đã dịch tiêu đề này qua tiếng Anh là 3 typical symptoms of glomerulonephritis that you need to pay attention to. Ngay sau đây chúng ta sẽ bước vào phần số 1 của video này nhé.
Vậy là chúng ta đã hoàn thành phần số 1. Tiếp theo, mình và các bạn sẽ cùng đến với phần số 2 và phần số 3 của video này nhé. 3 typical symptoms of glomerulonephritis that you need to pay attention to. Glomerulonephritis is a renal inflammatory disease that is quite common, can cause many serious effects to the health of the patient having it if it is not diagnosed and treated timely. Therefore, understanding the symptoms of glomerulonephritis are the best way for you to detect this disease early, get timely treatment and better protect your health. So, what are the symptoms of glomerulonephritis? When to see a doctor? Let's find out these things carefully through the following article. 1. What is glomerulonephritis? In our kidneys, there are very small blood vessels that gather into filters, being small, spherical, having the function of filtering the blood to remove redundant liquid and waste through the urine. These filters are the glomeruli. Glomerulonephritis occurs when the small blood vessels in any glomerule are inflamed. This disease can occur suddenly or acute or progress gradually and last for a long time or chronic. Each of two above cases has a different cause, as follows. Plus acute glomerulonephritis can be caused by infection-relating diseases such as granulomatous pharyngitis, impetigo, and some less common viruses or illnesses, such as systemic lupus erythematosus, Goodpasture syndrome, polyarteritis and Wegener's granulomatosis. Plus chronic glomerulonephritis mainly caused by acute glomerulonephritis progressing to chronic 1 or changes in the immune system. In addition, this disease also tends to occur in the family but is very rare. In many cases, the exact cause of this illness cannot be found. 2. 3 common symptoms of glomerulonephritis are edema. Edema is a common symptom of glomerulonephritis and many other kidney-relating diseases. Patients with this disease will have heavy face, severely swollen eyelids, swollen legs. The swell is often soft, concave when pressed and heavier in the morning, and gradually decreases in the afternoon. The more severe edema, the less frequent urination. The edema is usually occurs in the first 10 days from the onset of glomerulonephritis and will subside rapidly as frequency of urination increases again. The discoloration of urine. Abnormal changes in urine always occur during glomerulonephritis. Especially in the urine, there are blood and protein. However, only some cases of macroscopic hematuria can be observed with the naked eyes. Particularly, microscopic hematuria and proteinuria are symptoms of glomerulonephritis detected through urinalysis. Patients with glomerulonephritis may have hematuria 1 or 2 times per day. However, this sign does not often appear. Only appear in the first week since the onset of this disease and does not affect the general condition of the human's body. Therefore, if you notice that your urine is pink like an amaranth juice or dark brown like cocoa soft drink, or has a long-lasting foam due to protein, you should quickly see a doctor for early detection and timely treatment for glomerulonephritis. Besides the discoloration of urine, oliguria is also a warning condition of glomerulonephritis that you should not ignore. Oliguria is always accompanied by edema. In this condition, the amount of urine per day is at most 500 milliliters. This symptom usually appears in the first week since the onset of this disease lasts for 3 or 4 days and then disappears. However, oliguria may reappear frequently in the first 2 or 3 weeks from the onset of this disease. Some patients with complications of acute kidney failure also have oliguria, even persistent anuria. See, hypertension, possibly accompanied by heart failure. High blood pressure is a very common symptom of glomerulonephritis. Blood pressure rises suddenly and often is accompanied by heart failure in acute glomerulonephritis and advanced stages of chronic glomerulonephritis. In the patient with glomerulonephritis, the index of blood pressure is around 140/90 of a millimeter of mercury in children and 160/90 of a millimeter of mercury in adults. Sometimes, the index of blood pressure of a patient with glomerulonephritis increases rapidly to 180/100 of a millimeter of mercury and is constant for many days. As for children with acute glomerulonephritis processing after pharyngitis, they may have symptoms such as dizziness, very severe headache, convulsions and even coma due to cerebral edema.
D. Some other manifestations of glomerulonephritis. Besides the symptoms of glomerulonephritis mentioned above, this disease also has some other manifestations such as plus having mild fever, especially in this manifestation. The temperature of the patient's body is from 37.5 to 38.5 degrees Celsius. Plus getting the pain in the kidney. Plus being tired, plus suffering from abdominal pain, plus catching slight abdominal distension, plus suffering from nausea, plus getting rash, plus catching difficulty in breathing. Plus having liquid stools. 3. Is glomerulonephritis dangerous? When to see a doctor? If glomerulonephritis is not diagnosed and treated early, kidney's functions can be severely impaired. At this point, the treatment for this disease will be much more expensive and difficult. Therefore, if you are getting one of the above symptoms of glomerulonephritis, you should quickly visit your doctor for a detailed examination and timely treatment. All Hello Backsize articles are for reference only and not a substitute for medical diagnosis or treatment. 3 typical symptoms of glomerulonephritis that you need to pay attention to. Glomerulonephritis is a renal inflammatory disease that is quite common, can cause many serious effects to the health of the patient having it if it is not diagnosed and treated timely. Therefore, understanding the symptoms of glomerulonephritis are the best way for you to detect this disease early, get timely treatment, and better protect your health. So, what are the symptoms of glomerulonephritis? When to see a doctor? Let's find out these things carefully through the following article. 1. What is glomerulonephritis? In our kidneys, there are many small blood vessels that gather into filters, being small, spherical, having the function of filtering the blood to remove redundant liquid and waste through the urine. These filters are the glomeruli. Glomerulonephritis occurs when the small blood vessels in any glomerule are inflamed. This disease can occur suddenly or acute or progress gradually and last for a long time or chronic. Each of two above cases has a different cause as follows. Acute glomerulonephritis can be caused by infection relating diseases such as granulomatous pharyngitis, impetigo, and some less common viruses or illnesses such as systemic lupus, erythematosus, Good Pasture syndrome, polyarthritis, and Wiggins granulomatous. Chronic glomerulonephritis mainly caused by acute glomerulonephritis progressing to chronic one or changes in the immune system. In addition, this disease also tends to occur in the family but is very rare. In many cases, the exact cause of this illness cannot be found. 2-3 common symptoms of glomerulonephritis. A. Edema. Edema is a common symptom of glomerulonephritis and many other kidney-related diseases. Patients with this disease will have heavy face, severely swollen eyelids, swollen legs. The swell is often soft, concave when pressed, and heavier in the morning, and gradually decreases in the afternoon. The more severe edema, the less frequent urination. The edema is usually occurs in the first 10 days from the onset of glomerulonephritis and will subside rapidly as frequency of urination increases again. B.
discoloration of urine. Abnormal changes in urine always occur during glomerular nephritis. Especially in the urine, there are blood and protein. However, only some cases of macroscopic hematuria can be observed with the naked eyes, particularly microscopic hematuria and proteinuria are symptoms of glomerulonephritis detected through urinalysis. Patients with glomerulonephritis may have hematuria one or two times per day. However, this sign does not often appear, only appear in the first week since the onset of this disease, and does not affect the general condition of the human's body. Therefore, if you notice that your urine is pink like an amaranth juice or dark brown like cocoa soft drink, or has a long-lasting foam due to protein, you should quickly see a doctor for early detection and timely treatment for glomerulonephritis. Besides the discoloration of urine, oliguria is also a warning condition of glomerulonephritis that you should not ignore. Oliguria is always accompanied by edema. In this condition, the amount of urine per day is at most 500 milliliters. This symptom usually appears in the first week since the onset of this disease, lasts for 3 or 4 days, and then disappears. However, oliguria may reappear frequently in the first 2 or 3 weeks from the onset of this disease. Some patients with complications of acute kidney failure also have oliguria, even persistent aneuria, see hypertension, possibly accompanied by heart failure. High blood pressure is a very common symptom of glomerulonephritis. Blood pressure rises suddenly and often is accompanied by heart failure in acute glomerulonephritis and advanced stages of chronic glomerulonephritis. In the patient with glomerulonephritis, the index of blood pressure is around 140/90 mmHg in children and 160/90 mmHg in adults. Sometimes, the index of blood pressure of a patient with glomerulonephritis increases rapidly to 180/100 mmHg and is constant for many days. As for children with acute glomerulonephritis processing after pharyngitis, they may have symptoms such as dizziness, very severe headache, convulsions, and even coma due to cerebral edema. D. Some other manifestations of glomerulonephritis. Besides the symptoms of glomerulonephritis mentioned above, this disease also has some other manifestations such as having mild fever. Especially in this manifestation, the temperature of the patient's body is from 37.5 to 38.5 degrees Celsius. Getting the pain in the kidney, being tired, suffering from abdominal pain, catching slight abdominal distension,
suffering from nausea, getting rash, gushing, difficulty in breathing, having liquid stools. 3. Is glomerulonephritis dangerous? When to see a doctor? If glomerulonephritis is not diagnosed and treated early, kidney functions can be severely impaired. At this point, the treatment for this disease will be much more expensive and difficult. Therefore, if you are getting one of the above symptoms of glomerulonephritis, you should quickly visit your doctor for a detailed examination and timely treatment. On Hello Basis, articles are for reference only and not a substitute for medical diagnosis or treatment. 3 triệu chứng viêm cầu thận đặc trưng mà bạn cần lưu ý. Viêm cầu thận là bệnh viêm tại thận khá phổ biến, có thể gây nên nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng đối với sức khỏe người bệnh nếu để lâu ngày. Do đó, hiểu rõ về các triệu chứng viêm cầu thận là cách tốt nhất để bạn có thể phát hiện bệnh sớm, điều trị kịp thời và bảo vệ sức khỏe tốt hơn. Vậy bệnh viêm cầu thận có những biểu hiện như thế nào? Khi nào cần đi khám bác sĩ? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết sau đây nhé! 1. Viêm cầu thận là gì? Trong thận của chúng ta có các mạch máu rất nhỏ tập hợp lại thành từng bộ lọc nhỏ. Hình cầu có chức năng lọc máu để loại bỏ chất lỏng dư thừa, chất thải ra ngoài theo đường tiểu. Các bộ lọc này chính là các cầu thận. Viêm cầu thận xảy ra khi những mạch máu nhỏ tại cầu thận bị viêm. Viêm cầu thận có thể xảy ra đột ngột hay cấp tính, hoặc tiến triển dần dần và kéo dài hay mãn tính. Mỗi trường hợp có nguyên nhân gây bệnh khác nhau, cụ thể như sau. Viêm cầu thận cấp có thể do các bệnh lý liên quan đến nhiễm trùng như viêm họng hạt, bệnh chốc lở, một số loại virus hoặc bệnh lý khác ít gặp hơn như lupus ban đỏ hệ thống, hội chứng Wood Pasteur, viêm đa nút động mạch và u hạt Wernicke gây ra. Viêm cầu thận mạn chủ yếu do viêm cầu thận cấp tính tiến triển thành mãn tính hay những thay đổi trong hệ miễn dịch gây ra. Ngoài ra, bệnh này cũng có xu hướng xảy ra trong gia đình nhưng rất hiếm gặp. Nhiều trường hợp thì không thể tìm ra nguyên nhân chính xác. 2. 3 triệu chứng viêm cầu thận phổ biến. A. Phù nề. Phù nề là triệu chứng phổ biến của viêm cầu thận và nhiều bệnh về thận khác. Người bệnh sẽ có cảm giác mặt nặng, mí mắt sưng to, phù hai chân. Phù thường mềm, ấn lõm và nặng hơn vào buổi sáng, giảm dần khi về chiều. Phù càng nhiều thì tần suất đi tiểu càng nhỏ. Tình trạng phù thường xuất hiện trong 10 ngày đầu kể từ khi mắc bệnh và sẽ giảm nhanh chóng khi tần suất đi tiểu tăng trở lại. B. Nước tiểu đổi màu. Dấu hiệu viêm cầu thận không nên xem thường. Thay đổi bất thường ở nước tiểu luôn xảy ra trong khi mắc bệnh viêm cầu thận. Cụ thể là trong nước tiểu có xuất hiện máu và protein hay đạm. Tuy nhiên, chỉ một số trường hợp tiểu ra máu đại thể thì người bệnh mới có thể quan sát được bằng mắt thường. Riêng tiểu máu vi thể và tiểu đạm là những triệu chứng viêm cầu thận được phát hiện thông qua xét nghiệm phân tích nước tiểu. Người bệnh có thể đi tiểu ra máu một hoặc hai lần mỗi ngày. Tuy nhiên, dấu hiệu này lại không xuất hiện thường xuyên, chỉ trong tuần đầu tiên kể từ khi mắc bệnh, không ảnh hưởng đến tình trạng chung của cơ thể người. Do đó, nếu bạn nhận thấy nước tiểu đổi sang màu hồng, giống nước rau dền hoặc màu nâu, sẫm, giống nước ngọt coca hay có bọt lâu tan, do đạm, hãy nhanh chóng đi khám bác sĩ để sớm phát hiện bệnh và kịp thời điều trị. Bên cạnh nước tiểu đổi màu, tiểu niệu, đi tiểu ít cũng là một tình trạng cảnh báo bệnh viêm cầu thận mà bạn không nên bỏ qua. Tình trạng tiểu ít luôn đi kèm với phù,
lượng nước tiểu trong một ngày không quá 500ml. Triệu chứng này thường xuất hiện trong tuần đầu tiên kể từ khi khởi phát bệnh, kéo dài từ 3 đến 4 ngày và sau đó thì mất đi. Tuy nhiên, thiếu niệu có thể xuất hiện trở lại thường xuyên trong 2 đến 3 tuần đầu kể từ khi khởi phát bệnh. Một số bệnh nhân có biến chứng suy thận cấp còn bị thiếu niệu, thậm chí vô niệu, không có nước tiểu kéo dài. C. Tăng huyết áp có thể kèm suy tim. Tăng huyết áp là một triệu chứng viêm cầu thận cũng rất thường gặp. Huyết áp tăng đột ngột trong trường hợp viêm cầu thận cấp tính thường kèm theo suy tim và ở giai đoạn tiến triển của viêm cầu thận mạn. Ở bệnh nhân mắc viêm cầu thận, chỉ số huyết áp quanh ngưỡng 140/90mm thủy ngân ở trẻ em và 160/90mm thủy ngân ở người lớn. Đôi khi, chỉ số huyết áp của bệnh nhân tăng vọt lên mức 180/100mm thủy ngân và không đổi trong nhiều ngày. Về phần các trẻ em bị viêm cầu thận cấp tiến triển sau viêm họng, họ có thể mắc các triệu chứng như choáng váng, đau đầu dữ dội, co giật, thậm chí hôn mê do não bị phù. D. Một số biểu hiện viêm cầu thận khác. Bên cạnh các triệu chứng viêm cầu thận kể trên, bệnh này còn có một số biểu hiện khác như sốt nhẹ từ 37,5 đến 38,5 độ C. Đau tức ở vùng thận, có thể xuất hiện các cơn đau quặn thận, mệt mỏi, đau bụng, chứng bụng nhẹ, buồn nôn, phát ban, khó thở, đi ngoài phân lỏng. 3. Viêm cầu thận có nguy hiểm không? Khi nào cần khám bác sĩ? Viêm cầu thận nếu không được chẩn đoán và điều trị sớm có thể khiến chức năng thận suy giảm nghiêm trọng. Lúc này, việc điều trị bệnh này sẽ tốn kém và khó khăn hơn nhiều. Do đó, nếu bạn nhận thấy mình đang gặp phải một trong các triệu chứng viêm cầu thận kể trên, hãy nhanh chóng đến gặp bác sĩ để kiểm tra chi tiết và xử lý kịp thời. Các bài viết của Hello Bác Sĩ chỉ có tính chất tham khảo, không thay thế cho việc chẩn đoán hoặc điều trị y khoa. Sau khi nghe hết file nhạc thì chúng ta sẽ bước vào phần từ vựng của video này nhé. この時を照らすずっと
Sau đây là phần từ vựng của video này. Từ số 1, danh từ glomerulonephritis có nghĩa là bệnh viêm cầu thận. Từ số 2, tính từ renal có nghĩa là thuộc thận hoặc trong thận hoặc gần thận trong giải phẫu. Mình xin được đọc lại nghĩa của từ số 1 là bệnh viêm cầu thận. Từ số 3, danh từ vessel có 3 nghĩa. Nghĩa số 1 là tàu lớn hoặc thuyền lớn trong hàng hải. Nghĩa số 2 là ống trong cơ thể của động vật hay cây cối, hoặc mạch trong cơ thể của động vật hay cây cối. Và nghĩa số 3 là dụng cụ dùng để chứa chất lỏng. Dụng cụ này có thể là bình, chậu, vại, lọ, thùng, chai hay chén. Từ số 4, từ filter vừa là danh từ vừa là động từ. Nếu là danh từ thì nó có 4 nghĩa. Nghĩa số 1 là cái lọc hoặc bộ lọc hoặc máy lọc. Nghĩa số 2 là cái lọc ánh sáng trong nhiếp ảnh. Nghĩa số 3 là đầu lọc ở đầu điếu thuốc lá. Và nghĩa số 4 là đèn tín hiệu cho phép rẽ trái. Nếu là động từ thì nó cũng có 4 nghĩa. Nghĩa số 1 là lọc. Nghĩa số 2 là ngấm qua, hoặc thấm vào, hoặc xâm nhập. Nghĩa số 3 là tiết lộ ra hoặc lọt ra. Và nghĩa số 4 là nối vào đường giao thông. Từ số 5, tính từ spherical có nghĩa là thuộc hình cầu hoặc có hình cầu. Từ số 6 là danh từ function có 2 nghĩa. Nghĩa số 1 là chức năng. Và nghĩa số 2 là nhiệm vụ hoặc trách nhiệm. Đối với nghĩa này thì danh từ function luôn được dùng ở dạng số nhiều. Ngoài ra từ này còn có 3 nghĩa khác nữa là nghĩa số 3 là buổi lễ hoặc buổi họp mặt quan trọng hoặc buổi họp mặt chính thức. Mình xin được đọc lại nghĩa này là buổi lễ hoặc buổi họp mặt quan trọng hoặc buổi họp mặt chính thức. Nghĩa số 4 là trước trong hóa học. Và nghĩa số 5 là hàm hoặc hàm số trong toán học. Từ số 7, danh từ liquid có 2 nghĩa. Nghĩa số 1 là chất lỏng hoặc chất nước. Và nghĩa số 2 là âm nước trong ngôn ngữ học. Từ số 8, tính từ redundant có 3 nghĩa. Nghĩa số 1 là thừa hoặc dư. Nghĩa số 2 là bị sa thải. Nghĩa này thường được dùng để nói về công nhân. Và nghĩa số 3 là không cần thiết hoặc rườm rà trong văn học nghệ thuật. Từ số 9, danh từ urine có nghĩa là nước tiểu. Từ số 10, danh từ glomerule có 2 nghĩa. Nghĩa số 1 là tiểu cầu trong giải phẫu. Và nghĩa số 2 là kiểu cụm hoa trong thực vật học. Từ số 11, động từ inflame có 4 nghĩa. Nghĩa số 1 là cháy hoặc đốt cháy. Nghĩa số 2 là kích động hoặc làm cho giận dữ. Nghĩa số 2 là nóng hoặc đỏ bừng, hoặc làm nóng hoặc làm đỏ bừng. Và nghĩa số 4 là
làm sưng tấy hoặc làm viêm trong y học. Từ số 12, động từ progress có hai nghĩa. Nghĩa số 1 là tiến hành hoặc xúc tiến, và nghĩa số 2 là tiến tới hoặc tiến bộ hoặc tiến triển hoặc phát triển. Từ số 13, danh từ pharyngitis có nghĩa là chứng viêm họng trong y học. Từ số 14, danh từ impetigo có nghĩa là bệnh chốc lở trong y học. Từ số 15, danh từ syndrome có nghĩa là hội chứng. Từ số 16, danh từ edema có nghĩa là bệnh phù hoặc bệnh phù nề trong y học. Từ số 17, danh từ kidney có 3 nghĩa. Nghĩa số 1 là thận trong giải phẫu. Nghĩa số 2 là củ khoai tây có hình bầu dục. Và nghĩa số 3 là tính tình hoặc bản chất hoặc tinh khí hoặc loại hoặc hạng. Từ số 18, từ swell vừa là động từ vừa là danh từ. Nếu là động từ thì nó có hai nghĩa. Nghĩa số 1 là làm tăng lên. Nghĩa số 2 là phù lên hoặc phình lên hoặc phồng lên hoặc to lên hoặc sưng lên hoặc làm phù lên hoặc làm phình lên hoặc làm phồng lên hoặc làm to lên hoặc làm sưng lên hoặc căng ra hoặc nở ra hoặc làm căng ra hoặc làm nở ra hoặc căng phồng hoặc làm căng phồng. Nếu là danh từ thì nó có 6 nghĩa. Nghĩa số 1 là chỗ phù lên hoặc chỗ lồi ra hoặc chỗ phình ra hoặc chỗ cao lên hoặc chỗ gồ lên hoặc chỗ sưng lên. Nghĩa số 2 là chỗ lên bổng trong bài hát. Nghĩa số 3 là sóng biển động hoặc sóng cồn hoặc sóng nhồi. Nghĩa số 4 là mạnh dần hoặc sự mạnh dần trong âm nhạc. Nghĩa số 5 là người cừ hoặc người giỏi. Và nghĩa số 6 là người ăn mặc sang trọng hoặc người ăn mặc bảnh bao hoặc kẻ tay to mặt lớn. Từ số 19, tính từ concave có nghĩa là lõm hoặc có hình lòng trào. Từ số 20, danh từ urination có nghĩa là sự đi tiểu. Từ số 21, động từ subside có 6 nghĩa. Nghĩa số 1 là rút xuống hoặc rút bớt. Nghĩa số 2 là lăn xuống. Nghĩa này thường được dùng để nói về nền nhà. Nghĩa số 3 là chìm xuống. Nghĩa này thường được dùng để nói về tàu thủy. Nghĩa số 4 là ngớt hoặc giảm hoặc bớt hoặc lắng đi. Nghĩa số 5 là lắng xuống hoặc đóng cặn. Và nghĩa số 6 là ngồi phịch xuống. Nghĩa này thường được dùng để nói về người. Từ số 22, hai danh từ frequency và frequence cùng có 3 nghĩa. Nghĩa số 1 là tần số xuất hiện hoặc tần suất. Mình xin được đọc lại nghĩa này là tần số xuất hiện hoặc tần suất. Nghĩa số 2 là tần số trong vật lý, toán học và y học. Và nghĩa số 3 là tính thường xuyên hoặc tính thường hay xảy ra. Từ số 23, bốn danh từ này có cùng nghĩa là sự đổi màu hoặc sự bẩn màu hoặc sự bạc màu hoặc sự làm đổi màu hoặc sự làm bẩn màu hoặc sự làm bạc màu. Danh từ số 1 và số 3 được đọc là discoloration và danh từ số 2 và số 4 được đọc là discolorment. Từ số 24, danh từ hematuria có nghĩa là chứng tiểu ra máu.
từ số 25, danh từ proteinuria có nghĩa là chứng tiểu đạm, hoặc hiện tượng nước tiểu có chứa protein. Vừa rồi trong phần 3 thì mình đã đọc từ số 24 chưa chính xác lắm, và mình xin được đọc lại từ này là hematuria. Hematuria. Từ số 26, danh từ urinalysis, hoặc urinalysis có nghĩa là xét nghiệm phân tích nước tiểu. Từ số 27, danh từ amaranth có 3 nghĩa. Nghĩa số 1 là màu tía, nghĩa số 2 là hoa không tàn, và nghĩa số 3 là rau dền. Từ số 28, danh từ foam có 2 nghĩa. Nghĩa số 1 là bọt, và nghĩa số 2 là biển trong thơ ca. Từ số 29, động từ ignore có nghĩa là bỏ qua hoặc lờ đi hoặc phớt lờ. Từ số 30, danh từ anuria có nghĩa là chứng vô niệu hoặc chứng khó đi tiểu. Từ số 31, danh từ hypertension có nghĩa là chứng tăng huyết áp trong y học. Từ số 32, tính từ advanced có 4 nghĩa. Nghĩa số 1 là tiên tiến, nghĩa số 2 là tiến triển, nghĩa số 3 là không phải sơ đẳng, và nghĩa số 4 là tiến xa trong cuộc sống hoặc tiến bộ. Từ tiếp theo, danh từ index có 6 nghĩa. Nghĩa số 1 là số mũ, nghĩa số 2 là thước đo, nghĩa số 3 là bảng chú dẫn, nghĩa số 4 là bảng liệt kê các loại sách bị giáo hội cấm trong tôn giáo, nghĩa số 5 là bộ phiếu thư mục, và nghĩa số 6 là chỉ số so sánh. Từ số 34, tính từ constant có 3 nghĩa. Nghĩa số 1 là không thay đổi hoặc bất biến, nghĩa số 2 là không ngớt hoặc không dứt hoặc liên miên, và nghĩa số 3 là kiên định hoặc trung kiên hoặc trung thành hoặc trung thủy. Từ số 35, danh từ dizziness hoặc dizziness có nghĩa là sự hoa mắt hoặc sự choáng váng hoặc sự chóng mặt. Từ số 36, danh từ headache có 2 nghĩa. Nghĩa số 1 là chứng nhức đầu, và nghĩa số 2 là vấn đề hóc búa. Từ tiếp theo, danh từ convulsion có 3 nghĩa. Nghĩa số 1 là cơn cười thắt ruột. Đối với nghĩa này thì danh từ convulsion luôn được dùng ở dạng số nhiều. Nghĩa số 2 là chứng co giật trong y học. Đối với nghĩa này thì danh từ convulsion cũng luôn được dùng ở dạng số nhiều. Và nghĩa số 2 là sự biến động hoặc sự chấn động hoặc sự rối loạn hoặc sự rung chuyển. Từ số 38, danh từ coma có nghĩa là sự hôn mê trong y học. Từ số 39, tính từ cerebral có nghĩa là thuộc về não. Từ số 40, danh từ distension có nghĩa là sự chướng hoặc sự làm căng hoặc sự sưng phồng. Mình xin được đọc lại từ này là distension. Từ số 41, danh từ nausea có 2 nghĩa. Nghĩa số 1 là sự buồn nôn, và nghĩa số 2 là sự kinh tởm hoặc sự tởm. Từ số 42, danh từ rash có 2 nghĩa. Nghĩa số 1 là
chứng phát ban hoặc chỗ phát ban trong y học, và nghĩa số 2 là sự xuất hiện đột ngột và lan rộng. Và từ số 43, động từ impair có hai nghĩa. Nghĩa số 1 là làm suy yếu hoặc làm sút kém, và nghĩa số 2 là làm hư hỏng hoặc làm hư hại. Mình xin được đọc lại nghĩa số 1 của từ này là làm suy yếu hoặc làm sút kém. Phần từ vựng vừa rồi là phần cuối cùng của video hôm nay của chúng ta. Mình hy vọng rằng sau khi xem hết bài báo và nội dung của video này thì các bạn vừa có thêm những kiến thức về các từ vựng tiếng Anh mới, vừa có thể biết thêm được về những triệu chứng của bệnh viêm cầu thận đặc trưng. Từ đó các bạn sẽ lưu ý chúng và có cách điều trị chúng nếu các bạn mắc phải. Trước khi kết thúc video này thì mình xin phép được gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn và xin chúc các bạn luôn có nhiều sức khỏe, niềm vui, may mắn, thành công và hạnh phúc trong công việc và cuộc sống. Xin tạm biệt các bạn.